tưởng để cày coi, nhưng mà Thực ra bây giờ cày phải cày thật nhanh cơ thì mới có cơ hội để mà có lãi, chứ nếu mà cày chậm như anh là mẹ đéo thua. Ví dụ như cày em phải cố gắng cày thật thật lực ấy, mua khoảng 2 3 con tướng nó cày thật lực luôn để hồi vốn cái xong rồi chơi sao chơi, vì là cứ xác định là bây giờ em cày liên tục được. nó sẽ kiểu mỗi ngày nó giảm tí, mỗi ngày nó giảm. Em cày nếu ngày rảnh em cày được tầm khoảng 4 tiếng thì hơn vậy.